Top Ten xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Top Ten hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn 10 mẫu điện thoại thông minh hàng đầu hiện nay trên thị trường. Bảng so sánh được chúng tôi thực hiện vào 2015 dựa trên một số các tiêu chí đánh giá như giá cả thị trường, kích cỡ màn hình, bộ nhớ trong, camera chính và pin, vân vân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham khảo một số các cái tạp chí chuyên về công nghệ, tờ báo chuyên đánh giá về các mẫu điện thoại hot trên thị trường hiện nay. Qua đó chúng tôi đưa ra bảng đánh giá 10 chiếc điện thoại thông minh hàng đầu hiện nay trên thị trường như sau. Về giá cả, đứng đầu trên thị trường hiện nay phải nói đến chiếc BlackBerry P9983 có giá khởi điểm là 45 triệu và giá trên thị trường hiện nay là 35 triệu rưỡi. Nó kém hot hơn các cái mẫu điện thoại khác và ít được giới trẻ đón nhận hơn là do thứ nhất là phần mềm sử dụng không được giới trẻ ưa chuộng. Kích cỡ màn hình nhỏ 3.1 inch thuộc một loại màn hình vuông 720x720, bộ nhớ trong là 64 và camera chính chỉ có 8 megapixel. So với các mẫu điện thoại khác thì nó tỏ ra kém cạnh hơn nhiều. Chiếc điện thoại được đón nhận hàng đầu hiện nay trên thị trường đó chính là chiếc iPhone 6S Plus 128GB. Nó có giá trên thị trường hiện nay là 23.500.000. Nó sở hữu màn hình là 5.5 inch, bộ nhớ trong là 128GB và camera chính là 12 megapixel. Chiếc điện thoại này được đánh giá là chiếc điện thoại hot nhất trên thị trường hiện nay. Thứ ba là chiếc điện thoại Galaxy S6 Edge Plus G928, nó có giá là 19.900.000. Nó sở hữu màn hình lớn nhất hiện nay là 5.7 inch và được giới trẻ đặc biệt quan tâm. Bộ nhớ trong của nó là 32GB và camera chính lên tới 16 megapixel. Kế tiếp đến là chiếc điện thoại Sony Xperia Z5 Duo E6883, nó có giá là 17.900.000. Nó sở hữu màn hình là 5.5 inch và bộ nhớ trong là 32GB. Đặc biệt là có camera chính là lên tới 23 megapixel. Chiếc Sony Z5 cũng sở hữu pin lên tới 3430 mAh. Có lẽ đây là điểm mạnh của chiếc Sony này, bên cạnh là camera đứng đầu trên thị trường hiện nay. Kế tiếp đến, phải nói đến là chiếc Oppo N3 của Trung Quốc mới xuất hiện hiện nay trên thị trường, thế nhưng mà được giới trẻ đón nhận khá là nồng nhiệt. Tuy là thương hiệu mới mẻ trên thị trường, nhưng nó có giá cũng không hề rẻ, tới 11.900.000. Nó có màn hình là 5.5 inch, bộ nhớ trong là 32GB và camera là 16 megapixel. Pin của nó là 3000 mAh. Đây có lẽ là sự thành công lớn của chiếc Oppo N3 trên thị trường hiện nay của Trung Quốc. So với các bậc đàn anh như Motorola, HTC One, vân vân, thì Oppo tỏ ra khá thành công khi xâm nhập vào thị trường Việt Nam không bao lâu, nhưng mà nó đã có chỗ đứng khá tốt nhờ chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Motorola tái xuất hiện với mẫu là Moto X Style với giá là 12.600.000. Nó sở hữu màn hình cũng khá lớn là 5.7 inch, bộ nhớ trong là 32 và camera là 21 megapixel. Sự trở lại của Motorola khá là lặng lẽ và dè dặt. Tuy nhiên, nó vẫn có chỗ đứng trên thị trường khá tốt do nó nhờ có thương hiệu mạnh và đã có tên tuổi trên thị trường từ khá lâu tại Việt Nam. Các chiếc Motorola đình đám đàn anh phải nói đến như là Motorola Sắc X, Sắc V đã một thời làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Chiếc điện thoại thứ 7 là chiếc HTC One A9, nó có giá là 11.500.000. Nó là chiếc điện thoại của Đài Loan, bộ nhớ trong là 16GB và camera là 13 megapixel. Pin có dung lượng khá khiêm tốn là 2150 mAh. Chiếc điện thoại của Hàn Quốc là LG G4 Ceramic H818 có giá là 9,5 triệu
và bộ nhớ trong là 32GB. Camera khá nhỏ là 8MP. Một tên tuổi khá lạ lẫm với chúng ta là chiếc Pico Highway Star, một thương hiệu của Pháp vừa xâm nhập vào thị trường Việt Nam gần đây. Nhiều người cứ cho nó là một thương hiệu của Hàn Quốc, của Nhật hay của Trung Quốc. Thế nhưng không ai ngờ nó chính là một thương hiệu khá mạnh tại thị trường Pháp, do Pháp sản xuất. Có giá hết sức là mềm tại thị trường Việt Nam là 5,5 triệu. Nó có bộ nhớ trong là chỉ có 16GB, nhưng để sở hữu camera lên tới 13MP khá tốt để có thể chụp hình. Dung lượng phim ở mức trung bình 2500mAh. Và chiếc điện thoại cuối cùng ở đây là chiếc VW Ali P8 Lead Gold. Nó có giá là 5 triệu, được giá là khá là mềm và bình dân tại Việt Nam so với các mẫu điện thoại thông minh khác. Nó cùng với Wiko có màn hình là 5 chấm, bộ nhớ trong cũng 16GB và camera cũng 13, pin là 2200mAh. Trên đây là danh sách bảng so sánh của 10 mẫu điện thoại hàng đầu hiện nay được phổ biến trên thị trường trên cơ sở một số những tiêu chí đánh giá chủ quan của chúng tôi. Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên thị trường hiện nay thì có 3 dòng điện thoại mà giới trẻ đặc biệt quan tâm, đó là iPhone 6 S Plus, Samsung Galaxy S6 và Sony Xperia Z5. Bởi những yếu tố như là màn hình, kích thước lớn, dung lượng bộ nhớ cao, camera chụp hình sắc nét và dung lượng pin cũng lớn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tính năng kỹ thuật vượt trội của 10 chiếc điện thoại top trên thị trường hiện nay. Thứ nhất là chiếc BlackBerry Culture Design P9983 phiên bản Graphic Edition được giới thiệu vào đầu năm nay, là một sự nâng cấp về thiết kế so với chiếc P9983 cũ. Cụ thể là có hai điểm mới đáng chú ý. Nhất là mặt lưng thì được ốp bằng da thay vì bằng kính, và khung viền được làm bằng chất liệu graphit siêu cứng. Nhờ có mặt lưng làm bằng da mà chiếc P9983 mới trở nên đẹp và sang trọng hơn hẳn các cái phiên bản cũ. Chất liệu da giúp cho máy sạch hơn, không bám dấu vân tay, nhìn chiếc máy lúc nào cũng sạch sẽ sang trọng, tăng độ bám và có cảm giác cầm thích hơn. Qua đó có thể nói là mặt lưng da chính là điểm nâng cấp đáng giá nhất của chiếc điện thoại Culture Design năm nay. Phần khung viền ít được chú ý hơn thì nó không nổi bật nhiều như là mặt lưng. Nó được làm từ chất liệu graphit siêu cứng, màu sắc hơi sậm chứ không một bóng loáng. Cảm giác sờ lên thì không quá mát lạnh như là nhôm, nhưng bạn vẫn ít nhiều cảm nhận được cái độ cứng cáp của nó. Màu của khung viền được giữ gần như là nguyên thủy so với loại đá graphit trong tự nhiên, nhằm thể hiện đúng tính chất của nó. Ngoài hai chi tiết này ra thì các thành phần khác còn lại đều giống hệt như là chiếc P9983 cũ. Màn hình cảm ứng là 3.1 inch hình vuông, cấu hình giống nhau và chạy trên hệ điều hành BlackBerry 10.3. Bàn phím thì QWERTY được hoàn thiện theo kiểu mặt kính, mỗi một phím thì đều được phủ lên bằng một vật liệu trong suốt phát góc ở phía trên và tạo thành hiệu ứng bóng loáng khi mà có ánh sáng chiếu xuống. Cảm giác các cái phím bấm rất là tốt, phím bấm khá êm nhẹ và có độ đàn hồi cao. Thứ hai là chiếc iPhone 6S Plus, sẽ là một smartphone đột phá nhất của Apple. Không thay đổi nhiều về cái ngoại hình, song iPhone thế hệ mới có nhiều tính năng được nâng cấp hơn hẳn so với thế hệ cũ, như là RAM 2GB, camera 12MP. iPhone 6S là thiết bị chụp ảnh siêu phi tốt nhất mà Apple từng phát hành. Sản phẩm này được trang bị cảm biến 5 chấm ở phía trước, cao hơn nhiều so với loại 1.2MP trên iPhone 6 trước đây. Không chỉ vậy mà camera phía trước của iPhone 6S và iPhone 6S Plus còn có kích thước lớn hơn, hứa hẹn mang đến các cái bức hình sắc nét và chụp tốt trong điều kiện thiếu sáng. Chiếc Galaxy S6 Edge Plus sở hữu màn hình cong là 5.7 inch, trong khi là Note 5 có diện mạo mới mẻ với vỏ nguyên khối, khung viền kim loại đi kèm, cây bút S Pen đã cải tiến. Ngoài Galaxy Note 5 với cây bút cảm biến là S Pen, nhà sản xuất tới từ Hàn Quốc thì được dự đoán là sẽ tung ra thêm nhiều phiên bản mới với Galaxy S6 Edge với màn hình cong 5.7 inch. Sony Xperia Z5
Premium là loại điện thoại đầu tiên trên thế giới có màn hình độ phân giải là 4K, gấp 4 lần Full HD, cho cái hình ảnh nhìn nét hơn hẳn Galaxy Note 5 LG G4. Bộ 3 smartphone cao cấp dòng Z gồm có Z5 Premium, Z5 và Z5 Compact vừa được giới thiệu tại triển lãm của Sony. Motorola ra mắt Moto X Style là model cao cấp nhất. Máy trang bị màn hình 5.7 inch độ phân giải là QHD, chiếm tới 76% diện tích mặt trước, cao hơn nhiều so với iPhone 6 Plus là 68% và Galaxy S6 là 71%. Dù trang bị cả loa stereo mặt trước, nhưng mà kích thước của Moto X Style vẫn nhỏ hơn so với Flip của Apple dù màn hình lớn hơn. Motorola cũng tỏ ra thận trọng khi không trang bị chip Snapdragon 810 đang gây ồn ào vì quá nóng và thay bằng Snapdragon 808 tốc độ là 1.8 GHz. Ngoài ra máy còn có RAM 3GB, tùy chọn mà dung lượng là 1632 hay là 64GB và mở rộng thêm là 128GB qua thẻ nhớ microSD. Chú ý nhất là Moto X Style của camera sau độ phân giải 21MP, ống kính độ mở là 2.0 và quay video chuẩn 4K. Motorola nhấn mạnh trên trang là DxO đánh giá camera của máy là một trong 3 smartphone hàng đầu thế giới. Camera trước của máy độ phân giải là 5. Thứ 6 là chip Oppo, thiết kế xoay như là N1 nhưng mà camera 16 chấm trên Oppo N3 mới ra còn cho phép tự động xoay khi vuốt lên của màn hình cảm ứng hay sử dụng điều khiển riêng. Trong sự kiện vừa diễn ra ở Singapore, Oppo đã chính thức giới thiệu smartphone cao cấp đời thế hệ mới của hãng. Đây là thế hệ kế tiếp của mẫu OnePlus N1, N3 ra mắt vào cuối năm. Chiếc smartphone HTC có thiết kế dùng là nguyên khối với kỹ thuật hoàn thiện hai mặt lưng phẳng và vân xước, còn phần cạnh viền thì bo tròn được làm trơn láng. Kỹ thuật chế tạo này được sử dụng đầu tiên trên cạnh viền của HTC One M9 phiên bản viền vàng. Cái màn hình của HTC One A9 có kích thước là 5 inch, độ phân giải là Full HD với viền siêu mỏng và được bảo vệ bằng kính cường lực. Thế nhưng mà dùng tấm viền là AMOLED thay vì IPS LCD, về phần cứng thì One A9 chỉ sử dụng với chip 8 Quantum với 4 nhân tốc độ là 1.5 GHz. HTC One nhấn mạnh là khả năng chụp hình của sản phẩm khi trang bị camera sau độ phân giải là 13MP thì không cao như là One M9. Với chiếc G4 là một smartphone Android cao cấp nhất của LG, cạnh tranh với Galaxy S6 cũng như là One M9. Để chú ý với màn hình là 2K của camera 16MP có khẩu độ là 1.8. LG G4 được bán chính thức ở Việt Nam có thể là phiên bản 2 SIM, tuy nhiên các thông số kỹ thuật khác vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ. Pin thì dạng rời, dung lượng là 3000 mAh. Các cái trang bị nổi trội như là màn hình 2K 5.5 inch với công nghệ IPS Quantum hay camera chính là 16MP có ống kính khẩu độ 1.8 hay camera trước là 8 chấm cũng sẽ không thay đổi. Vinco, thương hiệu của Pháp, đã giới thiệu bộ đôi smartphone sở hữu thiết kế kim loại mang tên là Highway Star 4G và Highway Pure 4G. Cả hai đều hỗ trợ kết nối LTE và cài sẵn hệ điều hành Android 4.4.4 KitKat khi phát hành. Bộ đôi smartphone của Vinco bao gồm cái mẫu là flagship cao cấp là Highway Star 4G và modem tầm trung Highway Pure 4G. Smartphone cao cấp nhất trong 3 smartphone Huawei vừa trình làng là P8 với khung nhôm nguyên khối và độ dày chỉ có 6.4 mm. Theo công bố của nhà sản xuất, họ đã phải mất tới 810 phút để gia công một cái khung máy 3 là 8P. Đặc biệt, khung máy được phủ một lớp phủ nano bảo vệ tránh thiệt hại khi va đập bất ngờ. Ở trên đây là 10 chiếc smartphone hàng đầu hiện nay trên thị trường Việt Nam. Bản tin về top 10 chiếc điện thoại thông minh hàng đầu hiện nay trên thị trường của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký vào kênh của chúng tôi để cập nhật được các thông tin mới nhất trên kênh Top 10. Xin kính chào quý vị và các bạn.